Xin chào mọi người, chào mừng đã đến với Làm Mẹ Channel. Video chia sẻ hôm nay thì mình muốn cảnh báo, cảnh tỉnh các vị phụ huynh trong việc cho con xem TV, tiếp xúc với các thiết bị điện tử sớm. Việc này thì ảnh hưởng rất lớn về tâm lý cũng như là sức khỏe, thể chất của bé. Cuộc sống ngày nay thì hẳn nhà ai cũng có vài chiếc điện thoại thông minh, TV, máy tính. Chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích to lớn của những thiết bị công nghệ này. Nó không chỉ chi phối cuộc sống của người lớn mà còn khiến trẻ em mê mẩn, thích thú. Với các bạn nhỏ thì thiết bị công nghệ, TV, máy tính thì là một thế giới rất là hấp dẫn và đầy màu sắc. Cũng từ đây những sai lầm không thể tha thứ của nhiều ông bố bà mẹ đã để cho con xem TV, điện thoại quá sớm, gây những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, tâm lý. Mặc dù nhiều người biết rằng xem điện thoại TV nhiều là không tốt, nhưng chỉ vì những suy nghĩ chủ quan của bố mẹ mà khiến con phải khổ. Đó là những sai lầm gì? Thứ nhất, dỗ con ăn. Các vị phụ huynh thì sẵn sàng cho con mình xem những video trên điện thoại. Đây là một thói quen rất là phổ biến để dỗ con ăn. Trẻ thì thích thú, chăm chú xem những đoạn clip đó, và bố mẹ thì liên tục đút đồ ăn cho con, và con sẽ hình thành há và nuốt đồ ăn, phản xạ ăn thụ động. Vì quá tập trung vào những thiết bị thông minh, bố mẹ muốn con ăn hết nhanh, ăn nhiều là được. Bé sẽ không hề cảm nhận được mùi vị cũng như là sự ngon miệng của bữa ăn. Đây là một thói quen xấu cho bé, phải được xem mới ăn, và ảnh hưởng rất nhiều đến việc hấp thụ các chất dinh dưỡng. Ăn nhiều nhưng mà không hấp thu khiến bé dễ bị suy dinh dưỡng, thiếu cân. Sai lầm thứ hai là muốn con chơi ngoan để cha mẹ làm việc, tức là dùng những thiết bị điện tử đó để chơi thay bố mẹ, làm bạn với con, bật YouTube, TV cho con xem, bởi vì cha mẹ bận không có thời gian chơi với con, để con đỡ đòi hỏi, con nghe lời. Đúng là trẻ rất là ngoan, ngồi xem chăm chú, không mè nheo, nhưng nó gây những tác hại lớn, sinh ra tâm lý đòi hỏi, coi như là một trao đổi với bố mẹ, tâm lý dỗ dành con ngồi chơi ngoan xem TV nhé. Nếu thường xuyên diễn ra liên tục thì trẻ sẽ cảm thấy không quan tâm đến những thứ xảy ra xung quanh, ít quan tâm đến mọi người hơn, thậm chí là quên ăn, quên ngủ. Hệ lụy sẽ gây đến nhiều bệnh lý về đau mắt, mỏi mắt, cong vẹo cuộc sống, ảnh hưởng đến tính cách của bé dễ cáu gắt, nóng giận và các rối loạn tâm lý khác, còn ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ của trẻ. Sai lầm thứ ba đó chính là dùng điện thoại để dỗ con khóc khi con khóc. Nhiều bố mẹ xem cho con xem TV, điện thoại để thành vật cứu cánh khi trẻ khóc quấy. Mình có thấy là một bạn nhỏ khi đi siêu thị với mẹ thì bé rất là muốn mua kẹo, mẹ không cho, bé sẽ khóc. Mẹ liền lấy điện thoại ra cho con xem, rồi bé liền hết khóc luôn và cũng hết đòi mua luôn. Việc này thì làm đánh mất cơ hội kiềm chế cảm xúc, cơ hội để bố mẹ dạy dỗ con cái. Tưởng con dễ bảo lại thành hóa ra hại con, càng khó bảo hơn. Sai lầm thứ tư đó chính là dùng những thiết bị này để giúp con giải trí, các trò chơi hay là xem phim hoạt hình giải trí. Nhưng mà chúng ta có thể dùng nhưng mà cần có sự giám sát. Và các bé dưới 2-3 tuổi thì tuyệt nhiên là không nên xem các phim hoạt hình giải trí trên điện thoại, TV. Điều này thì thực sự không đem lại nhiều kết quả có lợi hay là lợi ích gì cho sự giáo dục cho bé cả. Khiến con của bạn dễ càng bị nghiện vào, phụ thuộc vào những thiết bị điện tử này hơn, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý, giấc ngủ và xa rời thực tế hơn. Lời khuyên nào cho các bậc cha mẹ khi mắc phải tình trạng này? Với mình thì tuyệt đối không cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi xem điện thoại, máy tính.
Với trẻ lớn hơn 3 đến 5 tuổi thì chúng ta cần kiểm soát giới hạn thời lượng khoảng 30 phút một ngày, xem cùng con, hướng dẫn cùng con. Và khi các bé đòi xem điện thoại thì mẹ nên đưa ra những đề nghị khác nhằm kích thích đánh lạc hướng bé. Con muốn xem hoạt hình điện thoại thì mẹ con mình hãy chơi xếp hình nhé, chơi đồ khác nhé, hoặc chúng ta đi ra ngoài chơi. Có nhiều thứ thú vị hơn là việc chơi điện thoại, xem tivi. Và các mẹ cần có một cách từ chối khéo léo. Hãy nhân cách hóa chiếc tivi điện thoại đó lên, bảo nó cũng biết mệt như con người chúng ta và cần phải nghỉ ngơi. Con có thể xem một lúc đúng mực, sau đó phải giữ gìn sức khỏe, hôm sau chúng ta sẽ xem tiếp. Và điều quan trọng là bố mẹ cần làm gương cho con, cũng rất là khi ở cạnh con thì cần hạn chế xem cầm điện thoại, xem tivi. Qua những gì mình chia sẻ thì cha mẹ cần tránh những sai lầm này khi sử dụng điện thoại, tivi cho con. Về cơ bản thì trẻ lớn dần lên thì đây sẽ là nhu cầu dễ hiểu, nhưng cách đối xử, cư xử của cha mẹ mới là quyết định đến sự tốt xấu, tính cách tương lai của con. Nuôi dạy con là cả một quá trình dài cần sự thông minh, khéo léo. Mình sẽ cập nhật thêm nhiều những chia sẻ về nuôi dạy con. Các mẹ hãy đăng ký làm mẹ vlog của mình và đón xem nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người.